Em thưa thầy, hiện tại em đang là huấn luyện viên yoga và em đã đi dạy các cái lớp của mình rồi. Và như hiện tại một ngày em đang dạy từ 5 đến 6 ca cho một ngày. Và mức thu nhập của em loanh quanh bây giờ chỉ được 10 đến 15 triệu. Mà có cố gắng lắm, có thu các cái gói dài, ví dụ thợ gói quý, gói năm thì cũng chỉ đạt được loanh quanh đến 15-20 triệu mà thôi. Nhưng mà bản thân thì bây giờ mong muốn có một cái thu nhập nó cao hơn, ví dụ như có thể gấp đôi lên chẳng hạn là 40 hoặc 50 triệu gì đó. Thì không biết thầy có cái cách nào có thể chỉ cho em cái phương pháp nào để có thể có một cái mức thu nhập nó được ổn định và cao như thế. Ok em, câu hỏi khá là thú vị. Khi chúng ta là huấn luyện viên yoga, chúng ta thường bắt đầu đi dạy và có những mức thu nhập đầu tiên 15 đến 20 triệu cũng là một mức khá là tuyệt vời rồi. Vì nó thú vị ở chỗ là có thể nó tốn ít thời gian hơn so với công việc khác. Và trong công việc này thì có sự cởi mở, mối quan hệ xã hội nó sẽ tăng lên rất là nhiều và chúng ta lại có được cái sức khỏe của mình. Tuy nhiên bây giờ thì chúng ta mong muốn nó gấp đôi lên, đúng không ạ? Thì thu nhập càng cao hơn thì nó cũng là một cái bạn phải thay đổi rất nhiều cái yếu tố từ bên trong mình. Cách mình phục vụ học viên, cách mình chăm sóc học viên và cách mình thiết kế ra những dịch vụ lớp học của mình phải khác đi thì mình mới có được thu nhập cao hơn. Vậy thì bây giờ ở mức khoảng tầm 40-50 triệu là mức hoàn toàn có thể khả thi được. Cái đi nhiều năm thì mình cũng giống như bạn thôi. Mình mắc kẹt ở trong cái khoảng là 15-20 triệu cả hai vợ chồng cộng lại thì lúc đấy được khoảng tầm 50 triệu. Vậy thì lời khuyên của mình đó là bạn thể là kết hôn cùng với một cô gái yoga đúng không? Hai vợ chồng chụp lại là đến 50 triệu ngay lập tức. Thế là chuyện đã là hoàn thành được đúng không ạ? Tất nhiên thì còn nhiều phương pháp khác nữa. Ví dụ như là bây giờ ấy, nếu mà bạn sử dụng phương pháp cũ là dạy từ sáng đến chiều thì nó sẽ rất là tốn lao động của mình. Thì tôi lời khuyên của tôi đó là bạn hãy định vị bản thân của mình đi. Giai đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ phải định vị bản thân mình. Bạn sẽ định vị mình là một chuyên gia yoga. Vậy thì làm thế nào để trở thành chuyên gia yoga? Nghĩa là bạn phải tạo ra dịch vụ lớp học nó chất lượng hơn nữa, hoặc bạn phải dạy chia sẻ kiến thức đấy cho những đối tượng khác đi. Thế thì có một hướng như thế này, đó là phần lớn các bạn sẽ bắt đầu phải xây dựng ra những workshop và chuyên đề cho mình. Ví dụ bây giờ bạn đang dạy lớp học yoga về trị liệu cơ xương khớp đúng không ạ? Vậy thì bạn có thể tổ chức thành những chuyên đề workshop để hướng dẫn sâu hơn về cái cách để làm sao học viên có thể chăm sóc cơ thể của mình. Học viên hiểu được cái bệnh lý cơ xương khớp của họ thì họ sẽ tập luyện an toàn hơn. Cái cách này ngày xưa ấy, đó là hàng tuần mình hay tổ chức một cái chuyên đề vào cuối tuần. Ví dụ cuối tuần mình thấy học viên rất nhiều người bị đau xương khớp nhưng mà họ lại không biết cách phòng tránh ra làm sao. Tập ở trên lớp thì ok rồi, nhưng mà khi về nhà thì họ lại thói quen cũ, hoặc là đôi khi các vấn đề về ăn uống, thói quen hàng ngày, và họ cũng không hiểu là tại sao cái bệnh lý của họ lại hình thành. Như là mình sẽ tổ chức một cái chuyên đề vào cuối tuần. Thì ban đầu ấy, mình sẽ thường tổ chức là miễn phí để chăm sóc học viên của mình. Nhưng mà về sau ấy thì mình bắt đầu thu phí. Bạn hình dung này, nếu mà khoảng một buổi sáng chủ nhật đi, chúng ta vẫn dành chủ nhật mà, thì sáng chủ nhật mình tổ chức một cái chuyên đề về yoga trị liệu sâu hơn với phí là 100.000 một người chẳng hạn, được không ạ? 100.000 người thì cứ 30 người thì vậy thì một buổi sáng chúng ta đã có được cái thu nhập là 3 triệu bằng việc dạy lại sâu hơn, kỹ hơn. Bạn có lớp học trị liệu rồi nhưng mà có rất nhiều cái vấn đề học viên cần phải được giải đáp, họ hiểu được cái nguyên lý về cái giáo án trị liệu của bạn thì họ mới cảm thấy sâu hơn và họ mới đạt kết quả cao hơn. Thì đấy là một ví dụ. Sau đó thì sau khi Kim Ba bắt đầu triển khai các lớp học về giải nghĩa sâu đấy thì rất nhiều anh chị huấn luyện viên đôi khi cũng không hiểu. Có rất nhiều huấn luyện viên cũng mong muốn là mình muốn trở thành một giáo viên yoga trị liệu đúng không ạ? Vậy thì mình tổ chức các chuyên đề workshop để dạy lại điều này cho các huấn luyện viên. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng ồ, chúng ta phải có một cái bằng cấp nào đó, chúng ta phải có một cái kinh nghiệm nào đó đặc biệt thì chúng ta mới dạy lại cho các huấn luyện viên khác đúng không ạ? Tuy nhiên thì bạn hoàn toàn để làm điều đấy. Tại sao bạn lại không trở thành một chuyên gia đúng không? Bạn dạy trị liệu rồi, trị liệu cho học viên. Bây giờ bạn dạy kiến thức trị liệu ấy cho các huấn luyện viên thì tất nhiên thu nhập của chúng ta sẽ cao hơn rất là nhiều. Và sau đó thì bước tiếp theo của mình đó là mình dạy các cái workshop cho các huấn luyện viên với phí có thể đơn giản chỉ là 500.000 cho một người buổi sáng. Mình chỉ cho họ là cách xây dựng giáo án trị liệu cho học viên của họ như thế nào, cách chăm sóc ra làm sao, cách kiểm tra bệnh lý của học viên của họ ra làm sao. Và các bạn hình dung cứ 10 người đến là mình đã có 5 triệu đồng rồi đúng không ạ? Và trung bình mỗi lớp học như vậy sẽ có khoảng 20 huấn luyện viên họ đến học và hỏi. Vậy thì cứ riêng một ngày cuối tuần thôi, mình đã tăng được thêm thu nhập lên gần 10 triệu rồi. Trừ chi phí đi lại, trừ chi phí thuê phòng ốc nữa chẳng hạn, thì đã một tháng đã có được cái thu nhập là 40-50 triệu chỉ bằng việc là dạy lại kiến thức, cách mình chăm sóc học viên, lớp học trị liệu như nào, chỉ lại điều đấy cho các huấn luyện viên. Và có rất nhiều các chuyên đề khác nhau, ví dụ như là chúng ta hướng dẫn cho học viên là cách ăn uống, cách tập luyện để cho họ giảm cân. Vậy thì cái ba tổ chức thành tối tuần là cái ba hỏi luôn, mình hỏi luôn học viên trên lớp là các anh chị trong lớp có ai muốn là
Tôi chỉ cho cách làm sao mà mình ăn uống hàng ngày, mình điều chỉnh ra làm sao để bản thân mọi người biết cách ăn uống để mọi người có thể giảm cân, kết hợp với bài tập của tôi, được không ạ? Kết hợp bài tập của tôi để mọi người tăng hiệu quả hơn, và thậm chí với những kiến thức này mọi người có thể chỉ lại cho con cái của mình để con cái có thể ăn uống làm sao mà bé không bị tăng cân, hoặc là những người thân trong gia đình của bạn hiểu biết hơn, bạn trở thành một cái người phụ nữ am hiểu không chỉ đơn giản về tập luyện mà bạn am hiểu về cái chế độ dinh dưỡng trong gia đình của bạn. Vậy thì chỉ với phí là 100.000 thôi, một buổi sáng tôi sẽ chỉ lại cho mọi người cái cách ăn uống để giống như tôi, một huấn luyện viên lung lão tràn đầy năng lượng, đúng không ạ? Vậy thì đấy là chúng ta chăm sóc học viên của mình. Và sau đó thì cũng rất nhiều huấn luyện viên yoga không biết gì về chế độ dinh dưỡng đó, thế nên mình tổng hợp lại thành một buổi sáng hoặc một ngày. Và các bạn thấy rằng việc sớm hay muộn, nếu mà bạn dạy các lớp học mà đối tượng của bạn nghe bạn ấy là những huấn luyện viên yoga thì có phải là cái danh tiếng của bạn sẽ đi lên rất là nhanh, đúng không ạ? Thế thì làm thế nào để làm được điều đấy? Thì ban đầu ấy, cái bạn bắt đầu xin những cái, bắt đầu phải là từ cái lớp học của mình đã, là mình dạy cái chuyên đề đấy cho học viên. Sau đó thì mình kết nối với nhiều huấn luyện viên các thành phố khác để mình sang thành phố của họ để mình chăm sóc, mình hướng dẫn cho học viên của họ. Tất nhiên bạn phải có quá trình kết nối, giúp đỡ họ thì họ mới mở lòng để cho bạn sang phòng của họ, để bạn dạy cái chuyên môn mà bạn có. Và cứ lan tỏa dần dần thì nhiều huấn luyện viên cũng muốn dạy giống như mình. Đó, thì bắt đầu mình dạy cái kiến thức là làm thế nào để xây dựng giáo án, xây dựng thực đơn để giúp học viên cách tính calo làm sao, cách cộng trừ làm sao để giúp cho học viên giảm cân, và mình dạy lại điều đấy cho các huấn luyện viên. Thì các bạn thấy rằng để có thu nhập cao hơn thì bạn phải chăm sóc đối tượng khác đi, đúng không? Và đối tượng của bạn đó là huấn luyện viên, thì lời khuyên bạn là định vị mình là thành chuyên gia. Tôi tin chắc rằng mỗi bạn trong chúng ta sẽ có những cái thế mạnh riêng, mỗi cái thế mạnh riêng để chúng ta có thể định vị mình là một chuyên gia về một cái ngách nào đó, có thể là insight, có thể là các bài tập để nâng cao chẳng hạn. Nếu bạn có thế mạnh về nâng cao, tại sao không tổ chức cuối tuần thành một buổi workshop chia sẻ nâng cao chuyên chỉ về chinh phục tư thế bồ câu, chuyên về chinh phục tư thế bánh xe chẳng hạn, thì cái buổi đấy nó sẽ có cái mức phí cao hơn, đúng không ạ? Mức phí cao hơn. Và khi bạn tổ chức được các chuyên đề này thì cái lớp học thông thường của bạn, học viên cũng tín nhiệm hơn, học viên cũng đông hơn, và nó tạo ra một cái hiệu ứng mạnh. Một hiệu ứng mạnh như là từ cái thành công này thì các thành công khác nhỏ hơn nó tự nhiên nó tăng trưởng hơn rất là nhiều, thì thu nhập của bạn nó mới cao hơn rất là nhiều. Thế vậy thì đôi khi ấy, chỉ là cái buổi cuối tuần thôi, nhưng mà 4 cái buổi cuối tuần đấy thu nhập đôi khi còn bằng cả tất cả các cái buổi còn lại cộng lại, hay không các bạn? Thì đấy là một cách để chúng ta tăng thêm thu nhập nhé. Cách tiếp theo nữa là chúng ta có thể là tăng lên bằng việc là cung cấp các sản phẩm vật lý. Rất nhiều bạn yoga thì có thể chúng ta sẽ bị ngại trong việc là bán các sản phẩm nào đó. Nhưng nếu bạn muốn có thu nhập cao hơn thì chắc chắn bạn phải bán hàng rồi, đúng không ạ? Bạn phải chăm chỉ tuyển sinh, bạn phải luyện kỹ năng tuyển sinh và tư vấn thì mới có nhiều học viên chứ, đúng không? Vậy thì bán thêm sản phẩm vật lý nó hay ở chỗ. Ví dụ bạn có một chiếc hàm này trị giá 1 triệu, còn tùy vào việc bạn nhập nó là với giá bao nhiêu tiền. Nhưng mà khi bạn chuyển đổi chiếc hàm, học viên bảo là thầy giáo ơi tôi muốn một chiếc hàm, thì bạn sẽ tìm ra một chiếc hàm có do kinh nghiệm nguồn gốc của bạn thôi, thì bạn thấy bán một chiếc hàm ấy chỉ cần trao tay một cái thôi là bạn đã có thêm một vài trăm nghìn rồi, đúng không? Và học viên của bạn cũng cần những dụng cụ tốt, tại sao bạn không cung cấp dụng cụ tốt cho học viên đó? Nếu bạn nào nữ giới thì có thể cung cấp về quần áo tập luyện chẳng hạn, cũng giúp bạn tăng thêm thu nhập cho phòng tập của mình. Còn cái loại nữa đó là các cái thực phẩm chức năng chẳng hạn, ví dụ như hộp hạt ngũ cốc hoặc các sản phẩm về dinh dưỡng chẳng hạn, thì học viên cũng phải ăn uống liên tục và chọn những cái thực phẩm lành mạnh. Thì rất nhiều bạn là hay làm những cái hạt ngũ cốc này, hay làm những loại bánh healthy này chẳng hạn, thì cũng giúp cho bạn tăng thêm thu nhập. Và đôi khi ấy, cái lớp học thì bạn có thể thu 300.000, nhưng mà việc mà học viên 300.000 một tháng hoặc 500.000 một tháng, nhưng mà cái sản phẩm vật lý họ mua đồ ăn ấy đôi khi lên cả tiền triệu một tháng, thì cũng giúp bạn có thu nhập, giúp bạn có lợi nhuận khoảng tầm 20% trong 1 triệu. Thì có phải là cứ mỗi 1 triệu là bạn có 200.000 không? Nó giúp bạn tăng gấp đôi lên còn gì nữa. Vậy thì tại sao chúng ta không cung cấp những sản phẩm vật lý đấy cho học viên của mình, đúng không các bạn? Rồi còn nhiều hướng khác nữa, như bản thân mình đó là mình bắt đầu xây dựng hình ảnh trên internet. Mình bắt đầu xây dựng cái hình ảnh thương hiệu của mình. Giống như hồi trước ấy, để có được cái kiểu như là nhiều người biết đến ấy thì rất là khó, phải làm rất nhiều workshop. Sau đó thì mình chia sẻ điều này trên kênh YouTube giống như bạn đang xem chẳng hạn ấy, thì cái việc có thu nhập ở cái nền tảng mạng xã hội cũng là một cái điều thú vị, đúng không? Với nhiều người theo dõi hơn, tất nhiên bạn sẽ phải học thêm những kiến thức mới về xây dựng thương hiệu cá nhân của mình, tạo sự ảnh hưởng. Hàng tháng thì bạn cũng có những cái đơn, những cái nhãn hàng họ book mình để mình quảng cáo sản phẩm của họ. Tất nhiên mình sẽ chọn những sản phẩm mà phù hợp với bản thân mình. Thì cái này thì nếu có dịp thì bạn cần phải học thêm về xây dựng thương hiệu cá nhân nhé. Bạn phải hiểu sâu hơn, bản thân khi bạn cũng phải học thêm thôi. Và mình cũng đang hướng dẫn cho rất nhiều các cái yoga Việt Nam, và bây giờ họ đã thành youtuber. Thì nếu mà bạn muốn xây dựng thương hiệu cá nhân thì kết nối với Kim Ba,
một chương trình được gọi là liên tục tiến lên dành cho các huấn luyện viên mong muốn được xây dựng thương hiệu của mình mạnh hơn, thì đó là cái hướng tiếp theo mà bạn có thể lựa chọn. Tất nhiên cái hướng này là hướng rất là mạnh, cần sự kiên trì đều đặn hàng ngày, nhưng nó tạo cho chúng ta những cái tài sản, thậm chí như tài sản thụ động chẳng hạn. Với cái nền tảng mạng xã hội này, hàng tháng cũng có mình có nguồn thu nhập mà bằng hai vợ chồng ngày xưa cật lực làm việc mỗi tháng, và cho mình cái sự tự do hơn rất là nhiều, học viên mở rộng hơn ở khắp mọi nơi. Thì đó là cái chương trình liên tục tiến lên để chúng ta xây dựng cái thương hiệu của mình. Còn một cái nữa, để bạn có thể thu nhập nhiều hơn thì cái ba bắt đầu bằng cách làm việc mình có nhiều hợp đồng, mình bắt đầu thuê các huấn luyện viên khác làm thay cho mình. Một mình bạn dạy nên làm sao được, bạn bắt đầu có thể phát triển chuỗi phòng tập hoặc là mở rộng phòng tập, nghĩa là bạn tổ chức phòng tập của bạn ra, sau đó thì bạn thuê giáo viên khác. Một mình bạn dạy thì cũng được nhá, nhưng mà nó sẽ bị giới hạn sức lao động của chúng ta, đúng không? Chúng ta sẽ kết nối thêm nhiều học viên, xong rồi nhiều hợp đồng PT thì Kim Ba nhận, sau đó Kim Ba sẽ bắt lại, bán lại cho các bạn huấn luyện viên, thì các bạn sẽ có cái thu nhập, sau đó mình lấy một cái phần trăm công quản lý đó. Sau đó thì công quản lý, công tìm kiếm giáo viên, thì càng nhiều mối quan hệ học viên họ muốn tập luyện, thế thì mình kết nối lại thì mình cũng có khoản thu nhập. Hồi đấy thì mình quản lý tầm khoảng 20 huấn luyện viên, chỉ suốt ngày đi tìm các hợp đồng PT, sau đó lại bán lại cho các bạn này. Sau đó mình ăn cái phần chênh lệch, mình lấy cái phí chênh lệch từ ví dụ như là mình lấy một cái hợp đồng khoảng tầm 300-400 nghìn chẳng hạn, thì mình chuyển lại các bạn có thể là 250 đó, ví dụ thế, thì mình có 50 nghìn cho mỗi buổi dạy. Cái điều đấy giúp mình tăng lên thu nhập lên rất là cao. Thì đó là những cái cách mà cái bà đã áp dụng để giúp các bạn huấn luyện viên là tăng lên thu nhập và đạt cái mức khoảng tầm 40-50 triệu. Nhưng mà các bạn chú ý, cái việc mà dạy cũng là một cách, nhưng mà cái thế mạnh nhất thì các bạn nên tập trung đó là bắt đầu xây dựng cho mình những cái workshop nhá, xây dựng cho mình cái workshop. Tại vì làm huấn luyện viên bạn chỉ dạy lớp bình thường thôi thì nó không có sự khác biệt, nhưng nếu bạn dạy cái workshop đấy cho các huấn luyện viên thì sẽ tên tuổi của bạn sẽ mạnh hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và rất nhiều câu hỏi khác, thì hy vọng với cái tâm sự này, chia sẻ này sẽ giúp cho bạn có cái mức thu nhập cao hơn, đam mê với công việc này và giúp đỡ được nhiều người hơn. Nếu bạn có câu hỏi nào khác có thể comment ngay bên dưới nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những chia sẻ tiếp theo.